Quý khán giả đón quý vị và các bạn đến với chương trình Gia đình tài tử. Thầy, ta nói đi bộ một tiếng đồng hồ mới tới nhà chị Hiếu Hạnh, thiệt là vĩ đại. Xin chào mọi người ạ. Dạ, cho hỏi có phải nhà của chị Hiếu Hạnh không ạ? Dạ phải. Chị là Hiếu Hạnh? Dạ phải. À, sao em thấy đồ nữ không vậy? À, Thuận Nam là ở đây hả? À, thế thì kinh doanh của mình là hàng tháng thu nhập là ổn định không ạ? Có ổn định phải bao nhiêu tháng ạ? Đủ ăn. Đủ ăn. Thế thì bây giờ chị muốn có một cái cuộc vui thôi mà mình có thể mình nhận được 14 triệu ngay tức khắc nếu mà thành công, chị muốn không ạ? Muốn thử ạ. Dạ. Thế thì bây giờ chị có muốn khách trương cái quán mình lên không? À, thế thì thực ra là bên ngân hàng Meditabank họ có một cái gói, đó là gói cho vay mà dành cho những gia đình kinh doanh cũng rất là tốt. Nếu mà chị có thể chị vay cái gói đó để mà chị phát triển cái cửa hàng mình lớn mạnh hơn nữa thì khách sẽ đông hơn. Dạ, cảm ơn chị. Còn bây giờ thì mình sẽ đi qua bên kia ngồi để dễ nói chuyện hơn ạ. Vợ chồng chị Hiếu Hạnh từng là nhân viên nhà hàng khách sạn. Sau khi nghỉ việc, anh chị đã tự kinh doanh mua bán quần áo để nuôi ba đứa con, hai gái, một trai. Góp mặt trong niềm vui đón sứ giả còn có hai vợ chồng người Anh là Lê Hoàng Nghĩa và chị Diệu Thúy. Chúng ta sẽ xem một màn biểu diễn. Vỗ tay ạ! Rồi, chị Hạnh thấy sao ạ? Hay ạ! Đó chính là thử thách cho gia đình mình. Thử thách lắc vòng không dùng tay. Bộ đấu củ gồm hai vòng nhỏ dùng để lắc có đường kính 80cm. Hai vòng được đặt ở hai vị trí A và B, cách nhau 3,5m. Luật chơi: thời gian thực hiện thử thách 60 giây. Trong 30 giây đầu, người chơi sẽ lắc hai vòng cùng lúc tại vị trí A. Trong 30 giây tiếp theo, người chơi vừa lắc cùng lúc hai vòng vừa di chuyển sang vị trí B. Người chơi chỉ được thực hiện thử thách một lần duy nhất. Trong quá trình thực hiện thử thách, nếu có bất cứ vòng nào bị rơi xuống đất là xem như thất bại, dừng cuộc chơi. Và tất nhiên là chiến thắng là mình sẽ được 14 triệu. À, 14 triệu thì 10 triệu là của chương trình gửi và 4 triệu là từ nhà tài trợ, đó là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam, Maritimebank. Còn nếu mà thất bại thì tất nhiên là mình sẽ nhận được tiền, nhưng mà 2 triệu thôi. 2 triệu thì 1 triệu của ban tổ chức và 1 triệu là của nhà tài trợ. Và tất cả số tiền mà mình nhận được, cho dù thắng hay bại, thì sẽ được chuyển qua hệ thống Internet Banking. Vâng. 1, 2, 3, yeah! Thử thách này quá đơn giản, như người phụ nữ luôn luôn tập cái loại hình này, thưa quý vị. Và bây giờ ta sẽ gặp gỡ gia đình chị Lê Thị Hiếu Hạnh. Chào cả nhà. Chào, quân đông tướng mạnh quá nhà. Bao lâu rồi gia đình mình mới tụ tập đông thế này? Chắc cũng vài tháng. Gặp nhau tuần qua thì mình cảm giác nó có thay đổi gì trong gia đình không? Tuần qua thì tập luyện thì gia đình mới có điều kiện quay quần bên nhau. À, mới chia sẻ với nhau những kinh nghiệm cuộc sống hơn. Dạ, đúng không? Đúng. Cuộc sống giờ nó bộn bề quá, mỗi người công việc rồi mạnh ai nấy đi ha, đi hoài khi cả tháng mới gặp nhau một lần hả? À, chào anh Tùng, anh làm nghề gì? Anh cũng phụ chị buôn bán. Anh cũng làm khách sạn, anh mới nghỉ năm nay. Ủa, làm khách sạn ngon quá sao nghỉ anh? Nó hết hợp đồng trả lại cho ta. Bà chị Hoa hả? Dạ. Chị là gì của chị Hạnh? À, chị là bác của Tùng, là anh, quên là chị của Tùng. À, chị làm nghề gì? À, làm công nhân. Công nhân hả? Dạ. Chị cao mét mấy nhỉ? Cao mét 7. Wow, cao quá. Cái này đúng ra phải làm người mẫu chứ. Rồi, xin chào chị áo dài. Chị là gì của chị nhà? Dạ, em là chị dâu của Sáu Hạnh. Chị làm nghề gì? Dạ, em kinh doanh may mặc áo dài. Áo dài chị may đó hả? Dạ, thấy làm... sao anh? Áo đẹp đó chứ. Cảm thiết ơn. Kế luôn hả? Dạ, tự thiết kế. Cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ. Hôm nay cả nhà mình đến đây để chinh phục thử thách chúng tôi. Mong rằng giá trị giải thưởng 14 triệu đồng sẽ thuộc về gia đình. Ngay đêm nhận thử thách, gia đình chị Hạnh bắt tay vào tập lắc vòng. Kế hoạch tập luyện như sau:
2 ngày đầu tiên, mẹ con chị Hạnh tập 1 vòng sao cho tốt nhất, sau đó nâng cấp lên 2 vòng. Nhưng kết quả 1 vòng vẫn sai quy định. Với quy luật thử thách là phải lắc 2 vòng ngay vị trí eo. Nhưng có lẽ bước đầu tập luyện quá khó với gia đình chị Hạnh. Chào 3, 4, 5, 6, 8, 10. Ngày đầu gặp sứ giả, lắc vòng sở trường từ nhỏ. Mấy chục năm về trước rồi thì có lắc vòng, mà bỏ lâu quá giờ không biết có lắc được. Nhưng sau 15 năm, liệu chị Hạnh vẫn giữ được phong độ không? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Còn tại thằng Tú nữa. Lắc vòng còn không xong, làm gì có thể vừa di chuyển vừa lắc. Phải chăng đây là vấn đề nan giải? Con lắc cái con tóc ra cái tay lên, ra cái tay lên này nè. Chứ đừng có để xuống là cái dòng nó đụng cái chậu là hết rồi. Trời hay lại rồi đó. Sau mấy ngày lắc thì mình cũng cảm thấy mình cũng ốm bớt mặt đầu tiên nó cầm. Thử thách giờ đây chỉ chờ vào khả năng chinh phục của hai đứa con. Tình thế có vẻ khả quan hơn. Yeah. Trước ngày quyết định, tiếng ăn mừng có ngày thi đấu là đây. Chiến thắng hay không thì chưa rõ, nhưng cứ quyết tâm ắt sẽ thành công. Hay hơn á. Đi ngang như cua tới đi ngang luôn. Tới thì đi lui rồi đi ngang đi qua đi. Tới thì lui tới đi con. Này cái đồ kìa. Đó. Ai cái gì vậy là con mình. Liệu ai trong hai đứa con nhỏ tuổi này sẽ chinh phục thử thách? Hay nha. Tự nhiên xem mà tự nhiên thấy con trai lắc hay vậy. Có eo coi sao. Hồi đó giờ con có tập lắc vòng chưa? Dạ chưa. Chưa sao tự lắc hay vậy? Dạ tại con mới tập lắc rồi con biết. Trong nhà của mình con lắc hay nhất luôn hả? Dạ với em con lắc giỏi hơn con. Nhỏ thì lắc giỏi. Dạ. Rồi để xem hồi ai lắc giỏi nha. Chúng ta sẽ chờ đón thử thách của chương trình. Quý Linh sẽ đọc lại thử thách một lần cho cả nhà nghe. Thử thách lắc vòng, hai vòng nhỏ dùng để lắc có đường kính 80cm. Lượt chơi, thời gian thực hiện thử thách là 60 giây. Trong 30 giây đầu, người chơi sẽ lắc hai vòng cùng một lúc tại vị trí A. Trong 30 giây tiếp theo, người chơi vừa lắc cùng lúc một hai vòng vừa di chuyển sang vị trí B. Lưu ý trong suốt quá trình lắc vòng, tay người chơi không được chạm vào vòng. Người chơi chỉ được thực hiện thử thách một lần duy nhất. Trong quá trình thực hiện thử thách, nếu có bất cứ một vòng nào bị rơi xuống đất, xem như thất bại. Ta lắc, lắc, lắc và đi thôi. Ha. Bây giờ cả nhà mình thử lắc thế nào. 2, 3, bên phải qua trái. Lắc, lắc mạnh lên nào. Lắc, thử xem. Lắc ngược lại, lắc ngược lại. Ủa sao cái gì? Sao chị áo dài lắc đẹp quá vậy? Lắc mạnh lên nào chị, mạnh thử ra. Mạnh lên đó. Dẻo dài lắc đẹp rồi nha. Ấn tượng ha. Mình tập đi, có thể để cái eo mình nó thon thả lại ha. Quỳ Linh với anh chắc cũng phải tập. Hôm nay chúng ta sẽ cử ai để thực hiện thử thách của chương trình? Em cử bé Khánh Vy. Bé nhỏ nhất trong đây. Con gái, con tập lắc vòng lâu chưa? Dạ chưa. Trời ơi, chưa mà dám cử hả? Mời con bước về vị trí xuất phát. Bé Khánh Vy ơi, mấy ngày qua có lắc được nhiều không? Dạ được. Tại sao mẹ không cử anh mà lại cử con? Tại vì con lắc giỏi hơn. Con học lớp mấy rồi? Lớp 2. Hồi đó giờ có lắc vòng không con? Dạ chưa. Vậy hôm nay con nghĩ con có nhận được 14 triệu đồng không? Dạ con nghĩ là được. Khánh Vy, cố lên. Khánh Vy con ráng cố gắng lên. Ở đây ba với mẹ đang ủng hộ tinh thần cho con đó. Khánh Vy ơi, cậu hai ủng hộ cô hết mình. Bình tĩnh,
là tự tin và chiến thắng nha con. Đi cố lên, tập trung vô. Bé Vy bình tĩnh, chiến thắng, cố lên. Bé Vy gán chiến thắng nha em. Vy cố chiến thắng về, mình có xe đạp chạy nha Vy. Vy ơi, mọi người luôn ủng hộ em đó, cố lên nha Vy. Khánh Vy đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Có gì đâu khó, đơn giản thôi mà. Chỉ cần là sau khi con lắc 30 vòng, chú Linh sẽ đếm. Con nói đi, con sẽ đi qua điểm B nha. Mỗi điểm là 30 lần lắc. Và bây giờ thời gian 60 giây bắt đầu. 3 tiếp tục đi con. Chúng ta mới có 9 giây, 10 giây, 12, 13, bình tĩnh, 17, 18, tập trung vào nha. 14 triệu hay là 2 triệu? 14 triệu. 27, 14 triệu. 28, 29, đi. 2 triệu hay 14 triệu đây? Chúng ta chờ xem điều gì xảy ra. Cố gắng lên, chúng ta còn 20 giây nữa. 2 triệu hay 14 triệu, chúng ta chờ xem nào. Bé có bị áp lực gì hay không? 49-50, còn 10 giây nữa. Cố lên con, đừng rớt. Năm mươi tám, năm mươi chín, sáu mươi. Nào tất cả ta hãy cùng lắc vòng một vòng nào. 2, 3 chúc mừng chiến thắng. Lắc 14 triệu đồng sẽ thuộc về gia đình, trong đó 10 triệu của ban tổ chức và 4 triệu của ngân hàng Maritime Bank. Và chúng tôi sẽ chuyển khoản ngay lập tức với dịch vụ Internet Banking. Đây con gái rất giỏi, rất xứng đáng. Còn bây giờ thì quý vị, quý vị chúng ta sẽ tiếp tục đón nhận những tình cảm đó, những nụ cười đó và sự chiến thắng đó ở gia đình tiếp theo. Ai đi Hậu Giang đến Bắc Cần Thơ, hay về Sa Đéc hay là về An Giang, mọi người ơi, mọi người cứ ngỡ là sứ giả đang ở miền Tây đúng không? Bởi vì khung cảnh ở đây rất là giống miền Tây, bởi vì ở đây chính là phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân của thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ cùng theo chân sứ giả vào nhà tiếp theo. Có ai nhà không? Dạ, em chào cả nhà, trời ơi, gia đình mình vui quá. Ra đón sứ giả là chị Đặng Thị Thùy Trang, 38 tuổi, nhân viên văn phòng, là cô Út của trưởng đoàn. Đây là một gia đình có 3 thế hệ. Thế hệ thứ nhất là những người nông dân đến từ Tiền Giang, bao gồm bác Đặng Văn Bích, 57 tuổi, và bác Trần Thị Sắc, 60 tuổi, là ba mẹ của trưởng đoàn. Thế hệ thứ hai là chị Nguyễn Thị Mùi, 25 tuổi, vợ của trưởng đoàn. Thế hệ thứ ba gồm các bé Đặng Gia Vi, 10 tuổi, Đặng Khôi Đăng, 6 tuổi, Đặng Nguyễn Cát Tường, 3 tuổi. Lúc này, người đại diện Đặng Thanh Phong vẫn chưa về nhà. Cái này ở miền Tây mới lên, anh em lên cùng sứ giả. Lên đây là thay gia đình tài tử. Trời đất ơi! Tự quê đón xe lên đây là để đi chơi gia đình tài tử rồi đó hả? Và đây là trưởng đoàn Đặng Thanh Phong, 26 tuổi. Chú hề cho các em thiếu nhi. Rồi, Phong đăng ký chương trình này đúng không? Dạ, đúng rồi. Sao mà thi mình đi mà hú ba mẹ lên đường xá xa xôi chứ cực chị. Hồi đó giờ ở quê là chỉ xem tivi không mà đâu có được lên tivi đâu. Bữa nay đăng ký cho lên hết. Dễ sợ vậy luôn đó hả? Và bây giờ là cái điều quan trọng nhất, em sẽ nói cơ cấu cái giải thưởng. Khi mà chúng ta chiến thắng thì chúng ta sẽ được 14 triệu, trong đó 10 triệu chính là tiền thưởng của ban tổ chức, còn 4 triệu còn lại sẽ là của ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam Maritime Bank. Và nếu chưa chiến thắng thì chúng ta cũng đừng có buồn, bởi vì chúng ta sẽ được 2 triệu, trong đó 1 triệu sẽ là của ban tổ chức, còn 1 triệu là của Maritime Bank. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, sứ giả sẽ lấy luật chơi ra đọc cho mọi người nghe. Đã chuẩn bị tinh thần chưa? Rồi. Thử thách rút tháp gỗ
gia đình chọn hai thành viên tham gia thực hiện thử thách. Trong thời gian 10 phút, hai người chơi phải lần lượt trút và xe tháp từ 18 tầng lên 30 tầng. Sau khi hoàn thành xong tầng 30, tháp phải đứng vững trong thời gian 3 giây thì được công nhận chiến thắng. Sao động lực xong ai mặc ai cũng hoang mang hết vậy? Khổ hơn nghèo tới 30 tầng luôn. Bây giờ gia đình mình có một tuần để luyện tập. Mong rằng gia đình mình sẽ hoàn thành tốt cái thử thách được đặt ra. Gia đình mình có tự tin không? 1, 2, 3, quyết tâm! Chúng ta sẽ gặp gỡ gia đình ngày hôm nay, Đặng Thanh Phong. Xin chào cả nhà, bạn Phong có mặt ngày hôm nay với gia đình đại tử. Bạn Phong, một người nhìn rất là quen, bởi vì ai mà đi sinh nhật các bạn nhỏ hay là các chương trình văn nghệ cho thiếu nhi đều thấy bạn hết. Chú Hề là luôn luôn làm cho ta vui, đúng không? Nào bạn hãy làm cho hậu trường chúng ta vui lên nào. Mời bạn. Mời hỏi chiều mình cho chàng có tay được không ạ? Dạ. Đây, có 3 sợi. Vậy bây giờ mời anh thích sợi nào anh lựa đi. Anh thích màu đỏ. Trời ơi, dạ, hợp với cái áo của anh. Rồi bây giờ màu vàng này, nhà mình hỗ trợ một người nha. Bạn Vy đây. Rồi bây giờ mời chú Huyền Linh và mời bạn Vy bước lên đây luôn. Đó, làm theo chú Hề Phong nha. Bây giờ cầm hai cái đầu dây. Dạ, cầm hai cái đầu. Bên kia cầm hai cái đầu dây luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ cột lại một lần. Cột lại. Cột lại một lần. Dạ đúng rồi. Cột thêm một lần nữa. Một lần nữa. Là hai lần. Rồi, cột chặt lại luôn. Siết chặt lại luôn. Dạ đúng rồi. Dạ bên đây, chặt luôn con, chặt luôn, chặt luôn. Đó. Chặt đi con, không phải người nhà là đúng chơi rồi. Gian nha. Đúng rồi. Dạ bây giờ lấy lại, chặt rồi. Dạ bên đây, lấy lại luôn, ba sợi dây bình thường. Dạ bây giờ cái trò này diễn trong im lặng cho nên là mời anh cầm micro giùm em. Ha. Trời ơi. Dạ đây, điều thần kỳ gì xuất hiện đây? Wow. Hay chưa, hay chưa? Hay nha. Rồi bây giờ. Dạ. Rồi bây giờ nó dính rồi, bây giờ lấy ra bằng cách nào đây? Lấy kéo cắt. Trời đất ơi, lấy kéo cắt là bình thường. Anh cầm một lần nữa, im lặng nữa. Nữa hả? Bị, nữa. Hay à nha. Dạ, một chút trò học 7 năm rồi mới diễn được trò này đó anh. Rồi, bây giờ thì chúng ta đã giao lưu thoải mái rồi, chuẩn bị tinh thần để đến với thử thách. Mời quý vị đến với 7 ngày luyện tập của gia đình ngày hôm nay. Ngày đầu tiên, cả gia đình hào hứng tập luyện. Nhưng cái này chắc đăng ký chơi vui thôi. Thôi, em không bỏ cuộc nha. Trưởng đoàn đã sớm bỏ cuộc, nhưng các thành viên khác vẫn miệt mài tập luyện. Ban tổ chức đã cung cấp cho gia đình 2 bộ tháp gỗ để tập luyện và ba của trưởng đoàn đã mang một bộ về quê để tập. Trong khi đó, ở thành phố, cô Út của trưởng đoàn đã tranh thủ giờ nghỉ ở chỗ làm. Cả đồng nghiệp cũng tập chung. Học trường này đã mồ hôi nha. Em tập cho người đã để cho em tập hình nha. Và hiến kế nữa. Chị rút vậy rồi, chị trên nó nặng quá, chị đè mấy cái dưới khó ra. Mặc nguyên tầng. 5 4 Đã mấy ngày rồi mà không thấy trưởng đoàn Thanh Phong đâu. Cô Út rất lo lắng. Ừ, con có qua được tập với Út không? Ờ, bây giờ con đâu có qua kịp đâu, con mới làm xong mà. Ờ, bây giờ mấy người liền đi, con chắc không bận kịp. Dạ, con bận rồi hả? Dạ. Trời ơi, ông đi show nhiều quá. Trưởng đoàn không tập được, còn không biết tình hình dưới quê thế nào rồi. Sao dưới liền cái tầng thứ mấy rồi sao? Ở dưới liền sao rồi? Chị làm trong nhanh sao, sao làm rửa hình nào. Trời ơi, ông Huy nó cũng sợ. Không chửi gì làm được, không chửi hả? Trời ơi, lúc xe này, xe bóng xe kia, xe bóng xe nữa, xe chửi. Rồi vừa làm vừa phải lúa hả? Rồi vừa làm vừa phải lúa
hay gì? Trời ơi, lú nó bắt được đầu ơi. Ôi Sáu ơi, Sáu ơi, gia đình tài tử mà bỏ lúa đại đi, bỏ đại mùa đi, chơi tới luôn. Sau bao lần thất bại cũng đã có một lần thành công. Họ có chiến thắng được thử thách của gia đình tài tử. Hồi xưa giờ gia đình mình có bao giờ đã tụ tập đông vui thế này chơi trò chơi vui vậy không Phong? Có, mà một năm chắc được một hai lần vào những ngày đám hoặc là Tết thôi. Đám dỗ. Mà nhiều khi Tết thì thiếu em. À, thiếu em đi diễn đúng không? Dạ. Còn bà xã Phong hả? Đúng rồi, bà xã. Mấy cháu rồi? Dạ, chưa cháu. Chưa cháu. Sắp sửa có cháu. Có cháu là tới cơm ha. Chúng ta đã xem 7 ngày luyện tập của gia đình. Còn bây giờ thì họ sẽ đối mặt với thử thách để xem họ có chinh phục được không, và giá trị giải thưởng 14 triệu đồng có thuộc về gia đình được không. Xin mời thử thách. Quyền Linh sẽ đọc thử thách. Cả nhà lắng nghe và chúng ta sẽ cử thành viên để chinh phục thử thách của chương trình. Thử thách rút tháp gỗ. Tháp gỗ do ban tổ chức cung cấp. Gia đình chọn 2 thành viên tham gia thực hiện thử thách. Trong thời gian 10 phút, hai người chơi phải lần lượt rút và xây tháp từ 18 tầng lên 30 tầng. Sau khi hoàn thành xong tầng 30, tháp phải đứng vững thời gian là 3 giây thì được công nhận chiến thắng. Và chúng ta sẽ cử thành viên nào? Wow! Hai bạn làm nghề gì? Cả hai tụi em đều làm kế toán ạ. Kế toán, thành ra tính toán kỹ mỹ tỉ mỉ đúng không? Tính tiền được chứ tính gỗ được không? Dạ, cũng có tính toán một số cái trong đó, anh cũng nghiên cứu dữ lắm luôn á. Nghiên cứu lắm hả? Đêm ngủ có nghiên cứu không? Ngủ không được luôn anh, nằm thấy anh không? Trời ơi, nằm thấy Quỳnh Linh lo quá hả? Mời hai bạn bước về phía trước. Mời gia đình động viên với hai thành viên. Út ơi, chị ơi, cố lên. 14 triệu, cố lên. Cháu này em và em Trang hãy cố lên. Tại vì đường xá xa xôi, mấy anh, chú, thím, các cháu từ miền Tây lên đây để cổ vũ cho cháu Niềm và em Trang hãy quyết tâm chiến thắng. Mình lấy 14 triệu về mua quà cho cha mẹ. Mẹ ơi, cố lên. Trang ơi, hồi sáng mình lên đây bằng xe gì vậy Trang? Bao nguyên chiếc xe cho gia đình ở dưới quê lên. Bao xe ăn uống 15 triệu, được giải thưởng 14 lỗ triệu. Chính xác còn hơn cái toán tính nữa đó anh ơi. Rút và xếp tháp gỗ 10 phút, hai người chơi phải hoàn thành được 30 tầng. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Nào, gia đình hãy cố lên. Úc ơi, cố lên. Bây giờ thì hai chị em đã ngồi trước tháp sẵn sàng. Thời gian 10 phút dành cho gia đình bắt đầu. Hai bạn kế toán hãy tính toán thật kỹ, bởi vì đây cũng có một cái nguyên tắc của nó. Nhẹ nhàng thôi bạn. Từ từ thôi. Hết sức là nguy hiểm. Từ từ đi. Tháp nó rung đinh. Dính lại, dính. Cẩn thận. Dính lại. Đừng có rung tay. Hãy ổn định tháp lại. Chúng ta còn thời gian là 5 phút đằng. Còn thời gian không sao, từ từ. Thật sự cẩn thận. Không được dùng hai tay. Tầng thứ 26. Bây giờ thì không khí im lặng bao trùm cả trường quay. Một sự tính toán. Đừng rút nó, rút hàng khác đi. Rút nó luôn hả? Một tay thôi. Chúng ta vẫn còn thời gian 1 phút 2 giây. Một bàn chỉnh thôi. Một bạn điều chỉnh thôi. Đừng dùng nó, từ từ buông ra.
một chút nữa. 30 giây cuối cùng. Còn một tầng nữa thôi. Ta còn 19 giây. Tầng thứ 29. Còn 10 giây. 5 Ngồi yên, chúng ta ngồi yên. Nào. Như vậy là một thanh nữa thôi quý vị. Thanh nữa liệu có để ở đây được hay không? Được, được, chắc chắn được. Chúng ta có 5 giây để làm điều đó. Bắt đầu. 5 4 3 2 1. Rất tiếc 5 giây cũng không được nữa. Wow, như vậy là 30 tầng đã hoàn thành nhưng mà nó vượt quá thời gian thưa quý vị. Như vậy là gia đình chúng ta sẽ nhận được giá trị giải thưởng của chương trình là 2 triệu đồng. Còn bây giờ thì Quỳnh Linh xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.